là cái chuyện của anh Tuấn nó là chuyện riêng của ảnh, mình cũng không nên xen vào, cũng như là bất cứ chuyện gì anh Tuấn làm thì anh Tuấn là người biết rõ nhất thì sẽ không ý kiến. Mỗi người diễn viên có một cách làm việc khác nhau, cái cách đó anh Tuấn có thể xài nhưng mà cái cách đó không phải là cái cách khi đi sử dụng. Tại vì khi đi luôn luôn nghĩ là mình phải tách riêng cuộc sống trong nhân vật của mình và cuộc sống thì của mình, nên là cách anh Tuấn xài cũng rất là tốt, tại vì anh Tuấn đã diễn cái vai Hoàng rất là đạt, cũng như là cái cách của khi đi xài để khi đi làm diễn Linh Đan thì cũng như khi đi nghĩ là nó đã tốt đủ rồi, nên là khi đi cũng sẽ không thấy cái chuyện đó nó ảnh hưởng gì nhiều. Nếu mà yêu nhau thì chắc không phải là yêu vì nhân vật đâu, mà yêu vì con người thật của người đó. Tại vì mình đóng phim mà, chứ mình đâu có đi tìm người yêu đâu. Nên là nếu mà anh Tuấn như hay là ai đó đi đóng phim mà bị rung động thì cái chuyện đó là cái chuyện cá nhân của họ. Chứ nếu mà họ vẫn hoàn tất cái vai diễn của mình tốt thì cái chuyện đó nó cũng không có là cái gì hết. 1 tỷ hay bao nhiêu tiền khi thì cũng không được giữ, tại ba khi thì giữ hết. Khi thì cũng không thật sự cách xê mà nói, mà thật sự là hàng tháng khi thì chỉ là số lượng đủ để ba khi thì cho khi thì xài thôi, chứ không có hơn hay không có nhiều như mọi người nghĩ đâu. Sau một khoảng thời gian khá dài, khi thì mới quyết định để chấp nhận một kịch bản mới, tại vì đối với khi thì cái nhân vật Châu với lại cái câu chuyện này nó rất là hấp dẫn, cũng như là nó cũng một cái khó khăn rất là lớn, tại vì hầu như 80% của bộ phim là đang diễn một người đàn ông chứ không phải là diễn em bé hay là con gái gì đó, nên là cái đó nó làm khi đi hấp dẫn cũng như là nó rất là phù hợp, và khi đi luôn luôn rất là thích những câu chuyện về tình gia đình, nó rất là cảm động. Và sau khi xoay xong bộ phim thì khi đi thấy là cái quyết định của mình rất là đúng đắn. Thật ra thì trong phim này khi thì đánh bỏ chắc chút xíu, và cũng như không phải là đánh bỏ chuyên nghiệp mà gọi là đánh bỏ hài á, thì nó cũng không có phải là khó. Khi thì nghĩ là con gái hay con trai ai cũng đánh bỏ được hết, cũng như là trong phim thì khi thì đánh bỏ hài chứ không phải là đánh bỏ giống như bỏ để quýnh lộn, nên là khi thì nghĩ là cái bỏ nó sẽ góp một cái phần rất là vui cho bộ phim này. Thật ra thì khi thì thấy là Jelly luôn luôn muốn Katie cố gắng hết khả năng của mình, rồi ngày nào chú Charlie cũng nói điều đó hết. Với lại Katie luôn muốn làm chú Charlie và cũng như ba của mình tự hào, nên là Katie sẽ hy vọng một ngày nào đó có thể bước chân qua Hollywood và làm việc.